Xuất Ai Cập chương 9, dịch hạch trên gia súc. Sau đó, Chúa bảo Môsê, hãy đi nói với vua Ai Cập, Chúa là Thượng Đế của người Do Thái phán. Hãy cho dân ta đi, thờ phụng ta. Nếu ngươi không cho đi mà còn cầm giữ họ, thì Chúa sẽ phạt ngươi. Ngài sẽ sai một dịch bệnh khủng khiếp đến trên các gia súc ngươi ở ngoài đồng. Ngài sẽ khiến ngựa, lừa, lạc đà, gia súc, dê và chiên con mắc bệnh. Nhưng Chúa sẽ biệt riêng các gia súc của người Israel khỏi các gia súc của người Ai Cập. Sẽ không có gia súc nào của người Israel bị chết. Ngày mai là ngày Chúa định sẽ giáng tai họa này trên khắp xứ. Ngày hôm sau, Chúa thực hiện điều Ngài hứa. Tất cả các gia súc trong xứ Ai Cập chết, nhưng không có gia súc nào của người Israel chết cả. Nhà vua sai người đi xem xét các gia súc của người Israel thì thấy rằng không có con nào chết cả. Nhưng nhà vua vẫn ương ngạnh, không chịu để dân Israel đi. Ung nhọt, Chúa phán cùng Môsê và A-rôn, hãy lấy nấm tro trong lò đầy tay con, rồi Môsê sẽ tung tro lên trời. Trước mặt vua Ai Cập, tro sẽ bay tứ tung như bụi trên khắp xứ Ai Cập. Tro đó sẽ gây ung nhọt lở lối trên da người và thú vật cả xứ. Vậy Môsê và A-rôn lấy tro trong lò và đi ra đứng trước mặt vua. Môsê tung tro lên trời, gây ung nhọt lở lối trên người và súc vật. Các thuật sĩ không thể đứng trước mặt Môsê, vì tất cả người Ai Cập đều bị ung nhọt, cho đến thuật sĩ cũng vậy. Nhưng Chúa làm cho nhà vua ương ngạnh, không chịu nghe Môsê và A-rôn y như Ngài đã nói trước. Mưa đá. Rồi Chúa nói cùng Môsê, sáng mai hãy dậy sớm đi đến gặp vua Ai Cập, nói với người rằng, Chúa là Thượng Đế của dân Do Thái phán, hãy để dân ta đi thờ phụng ta. Nếu ngươi không chịu, lần này ta sẽ dùng hết quyền năng ta phạt ngươi, quần thần và dân tộc ngươi. Rồi ngươi sẽ biết rằng khắp xứ không có ai giống như ta. Đến nay ta đã có thể dùng quyền năng ta gây dịch hạch khủng khiếp để tiêu diệt ngươi và dân ngươi khỏi mặt đất. Nhưng ta đã để cho ngươi sống vì ta muốn tỏ cho ngươi thấy quyền năng ta, để danh ta được đồn ra khắp đất. Ngươi vẫn còn nghịch lại dân ta và không chịu để họ đi. Nên ngày mai vào giờ này, ta sẽ sai một trận mưa đá khủng khiếp mà Ai Cập từ ngày lập quốc chưa bao giờ thấy. Bây giờ hãy mang các gia súc và những gì ngươi có ngoài đồng vào một nơi an toàn. Mưa đá sẽ rơi trên đầu của người hay súc vật còn ngoài ruộng. Nếu không mang chúng vào, tất cả đều sẽ chết hết. Một số quần thần của vua để ý lời của Chúa và vội vàng mang nô lệ và gia súc vào nhà. Nhưng những người khác không thèm để ý đến lời cảnh cáo của Chúa, nên cứ để nô lệ và gia súc ngoài đồng. Chúa bảo Môsê, hãy giơ tay con lên trời, mưa đá sẽ bắt đầu rơi xuống khắp xứ Ai Cập. Mưa đá sẽ rơi trên người, gia súc cùng mọi thứ mọc trong đồng ruộng xứ Ai Cập. Khi Môsê giơ cây gậy lên trời, Chúa khiến sấm chớp và mưa đá rơi xuống đất. Ngài làm cho mưa đá rơi trên toàn xứ Ai Cập. Mưa đá sấm chớp lòe ra khi mưa đá rơi. Trận mưa đá kinh khủng trên khắp xứ mà từ khi lập quốc Ai Cập chưa bao giờ thấy. Mưa đá tiêu diệt mọi người và súc vật còn ở ngoài đồng trên khắp xứ Ai Cập. Mưa đá cũng tiêu diệt mọi thứ mọc ngoài ruộng, bẻ gãy các cây trong đồng. Vùng mà mưa đá không rơi là đất Gô-sen, nơi dân Israel cư ngụ. Vua cho gọi Môsê và A-rôn lại bảo, lần này ta đã phạm tội, Chúa đúng, ta và dân ta sai. Ngươi hãy cầu nguyện cùng Chúa. Chúng ta có đủ sấm chớp và mưa đá của Thượng Đế rồi.
ta sẽ để các ngươi đi, các ngươi không phải lưu lại đây thêm nữa. Môsê thưa với vua, khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay cầu nguyện cùng Chúa, sấm chớp và mưa đá sẽ ngưng, rồi vua sẽ biết rằng trái đất này thuộc về Chúa. Nhưng tôi biết vua và các quần thần chưa kính sợ Chúa là Thượng Đế. Lúc đó cây gai đang trổ hoa, lúa mạch đang chín nên các hoa màu đó đều bị dập nát, nhưng lúa mì trổ muộn nên không bị dập. Môsê rời nhà vua và ra ngoài thành. Ông giơ tay lên cùng Chúa, sấm chớp và mưa đá ngưng. Mưa cũng ngưng, không còn rơi xuống trên đất nữa. Khi vua thấy mưa, mưa đá và sấm chớp ngưng thì lại phạm tội nữa. Nhà vua và các quần thần đâm ra ương ngạnh. Nhà vua lại ương ngạnh không chịu để dân Israel đi, y theo lời Chúa đã nói trước với Môsê. Xuất Ai Cập chương 10. Cào cào. Chúa phán cùng Môsê, hãy đi gặp vua Ai Cập, ta đã làm cho người và quần thần ương ngạnh, để ta chứng tỏ cho họ thấy quyền năng của ta qua các phép lạ. Ta làm điều này để các con thuật lại cho con cháu mình biết ta đã nghiêm khắc đối với người Ai Cập ra sao. Hãy thuật cho con cháu các con biết những phép lạ ta làm giữa họ, để tất cả các con biết ta là Chúa. Vậy Môsê và A-rôn đi gặp nhà vua và bảo, Chúa là Thượng Đế của dân Do Thái phán như sau, ngươi không chịu hối hận về những điều ngươi làm cho đến bao giờ. Hãy để dân ta đi thờ phụng ta. Nếu ngươi không cho dân ta đi, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến trên xứ ngươi. Chúng sẽ phủ kín đất và sẽ ăn sạch những gì còn sót lại từ trận mưa đá cùng những lá của mọi cây mọc ngoài đồng. Chúng sẽ tràn ngập cung điện và nhà cửa của các quần thần ngươi, cùng nhà cửa của người Ai Cập. Cào cào nhiều đến nỗi cha ông và tổ tiên ngươi chưa bao giờ thấy, nhiều đến nỗi từ khi có người sống ở Ai Cập cũng chưa thấy như vậy. Rồi Môsê quay đi khỏi mặt vua. Các quần thần hỏi vua, tên này sẽ gây rối cho chúng ta cho đến bao giờ? Hãy để dân Israel đi thờ phụng Chúa là Thượng Đế của chúng nó đi. Vua không thấy rằng xứ Ai Cập đang bị tàn phá sao? Người ta liền đưa Môsê và A-rôn trở lại gặp vua. Vua hỏi, hãy đi thờ phụng Chúa là Thượng Đế các ngươi, nhưng cho ta biết ai sẽ đi. Môsê đáp, tất cả nam phụ lão ấu, con trai con gái, các bầy gia súc của chúng tôi, vì chúng tôi sẽ làm một lễ tôn kính Chúa. Vua bảo hai người, chỉ có trời can thiệp ta mới cho các ngươi và con cái các ngươi rời khỏi Ai Cập mà thôi. Các ngươi định âm mưu ác. Không, chỉ có đàn ông được phép đi thờ phụng thôi, vì đó là điều các ngươi xin. Rồi vua đuổi Môsê và A-rôn ra khỏi cung điện. Chúa phán cùng Môsê, hãy giơ tay con lên xứ Ai Cập thì cào cào sẽ bay tới. Chúng sẽ phân tán khắp xứ Ai Cập và ăn sạch mọi thứ thảo mộc mà mưa đá không làm dập. Môsê giơ gậy lên xứ Ai Cập, rồi Chúa làm một trận gió mạnh thổi từ phía đông đến. Gió thổi qua xứ suốt ngày và đêm đó. Đến sáng hôm sau, gió đông mang cào cào tới. Hàng bầy cào cào che kín đất Ai Cập và đậu xuống khắp nơi. Từ trước chưa bao giờ có nhiều cào cào đến như thế, và sau này cũng không có nữa. Chúng phủ kín đất đến nỗi đất hóa đen. Chúng ăn sạch những gì mưa đá còn chừa lại, mọi cây trong đồng cùng các trái trên cây. Không còn màu xanh nào còn sót lại trên cây hay thảo mộc trên khắp xứ Ai Cập. Vua lập tức gọi Môsê và A-rôn lại. Vua bảo, ta đã phạm tội cùng Chúa là Thượng Đế và phạm tội cùng chính các ngươi nữa. Bây giờ hãy tha lỗi cho ta. Hãy cầu nguyện Chúa là Thượng Đế ngươi, xin Ngài hãy ngưng sự trừng phạt chết chóc này. Môsê từ giả vua và cầu nguyện cùng Chúa.
nên Chúa đổi chiều gió. Ngài làm một trận gió mạnh từ hướng Tây lại, thổi đùa cào cào xuống Hồng Hải. Khắp xứ không còn sót một con cào cào nào. Nhưng Chúa làm cho nhà vua ương ngạnh trở lại, không chịu để cho dân Israel đi. Bóng tối, rồi Chúa bảo Môsê: "Hãy giơ tay con lên trời, thì bóng tối sẽ phủ cả xứ Ai Cập. Bóng tối dày đặc đến nỗi người ta phải lần mò để đi." Môsê liền giơ tay lên trời, thì bóng tối toàn diện bao phủ khắp xứ Ai Cập trong 3 ngày. Không ai thấy ai cả, cũng không ai đi đâu trong vòng 3 ngày. Nhưng chỗ người Israel ở thì có ánh sáng. Một lần nữa vua cho gọi Môsê đến. Vua bảo: "Tất cả các ngươi có thể đi thờ phụng Chúa. Các ngươi có thể mang đàn bà, con trẻ đi theo. Nhưng các ngươi phải để gia súc lại đây." Môsê đáp: "Vua phải cho chúng tôi mang gia súc theo để làm sinh tế và của lễ thiêu, vì chúng tôi phải dâng lên cho Chúa là Thượng Đế chúng tôi. Nên chúng tôi phải mang theo gia súc không chừa con nào. Chúng tôi phải dùng một số gia súc để thờ phụng Chúa là Thượng Đế chúng tôi. Chúng tôi chưa biết đích xác phải cần gì để thờ phụng Chúa cho đến khi chúng tôi tới đó." Nhưng Chúa làm cho nhà vua ương ngạnh nên không để cho họ đi. Vua bảo Môsê: "Ngươi hãy ra khỏi đây ngay, chớ bao giờ trở lại nữa. Ngày nào ngươi thấy mặt ta là ngươi chết đó." Môsê đáp: "Tôi sẽ làm như điều vua muốn, tôi sẽ không bao giờ thấy mặt vua nữa đâu." Ai Cập chương 11. Các con đầu lòng bị giết. Chúa bảo Môsê: "Ta còn sẽ phạt vua và dân Ai Cập một lần nữa. Sau đó vua sẽ cho các con đi ra khỏi xứ Ai Cập. Khi người cho các con ra đi, người sẽ đuổi tất cả các con ra khỏi xứ. Hãy bảo các người đàn ông đàn bà trong Israel xin láng giềng của mình những nữ trang vàng hay bạc. Chúa làm cho người Ai Cập kính nể người Israel, cho đến cả các quần thần của vua và dân Ai Cập cũng xem Môsê như vĩ nhân." Môsê thưa với vua: "Chúa phán như sau: khoảng nửa đêm nay ta sẽ đi tuần khắp xứ Ai Cập. Tất cả con trưởng nam trong xứ Ai Cập, từ con trưởng nam của vua ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của người nữ nô lệ đang xây cối, đều sẽ chết. Luôn cả con đầu lòng của súc vật cũng vậy. Khắp xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu khóc lớn đến nỗi từ trước tới giờ và sau này cũng không có như thế nữa. Nhưng trong Israel dù đến một con chó cũng sẽ không sủa người hay thú vật. Rồi ngươi sẽ biết Chúa đối với Israel khác với Ai Cập. Tất cả các quần thần vua sẽ đến quỳ mọp trước mặt tôi và nói: tất cả các ngươi hãy đi ra khỏi nước hết đi. Sau đó chúng tôi sẽ ra đi." Rồi Môsê giận dữ ra về. Chúa đã bảo Môsê: "Nhà vua sẽ không nghe con và A-rôn đâu, để ta có dịp làm nhiều phép lạ trong xứ Ai Cập." Môsê và A-rôn đã làm nhiều phép lạ đó trước mắt nhà vua. Nhưng Chúa khiến vua ương ngạnh nên không chịu để dân Israel ra khỏi xứ mình.